Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Gaming. Và không biết các bạn đã trải nghiệm OB22 như thế nào rồi. Cá nhân mình đánh giá thì ngày hôm qua OB22 đã có một ngày ra mắt tương đối thành công, khi mà những cái vấn đề về game nó không xuất hiện quá nhiều, cũng như là chúng ta chỉ bị lag trong khoảng thời gian chút mà thôi. Vào đêm ngày hôm qua thì vòng quay màn kim cương cũng đã ra mắt rồi, và vòng quay màn súng cũng như là vòng quay màn vàng mới đã ra mắt, chính xác là như vậy. Và cái vòng quay màn kim cương thì chúng ta sẽ phải chờ thêm một ngày nữa. Và chúng ta sẽ có một khẩu AW mới, đó là khẩu ngài đỏ. Vâng, khẩu này nghe nó hơi khó đọc một chút. Con ngài nó cũng là một loại bướm đấy anh em ạ. Và cái khẩu ngài đỏ này thì nó sẽ tăng cho chúng ta 2 tốc độ bắn, cũng như là tăng thêm một băng đạn. Và với việc là những cái khẩu AW bây giờ nó có thêm cái phụ kiện xuyên giáp, cũng như là đây là thời đại của súng ngắm, thì mình nghĩ đây cũng là một khẩu súng đáng để cho chúng ta sở hữu. Và để quay ra được cái khẩu này thì cũng cá nhân mình thì chắc thấy nó không tốn nhiều kim cương cho lắm. Và những cái bạn nào mà thích khẩu AW WM thì có lẽ không thể nào bỏ qua cái khẩu này được. Ok con dê, ui mở nãy giờ chưa ra, có lẽ phải dùng một chút kim cương để có thể chơi với cái khẩu này rồi. Vâng, màu vàng rồi, màu vàng đẹp đẽ đã xuất hiện, và như vậy là chúng ta đã có khẩu AWM ngài đỏ. Khẩu này thì tự nhiên nó sẽ có hình một cái con bướm bướm nó đậu ở trên đầu của cái khẩu súng này, trông nó khá là hay ho. Và cái khẩu AWM ngài đỏ này thì nó cũng sẽ có một cái hiệu ứng đặc biệt. Bây giờ tất cả những cái súng mà huyền thoại khi bạn giết đối phương ấy thì nó đều sẽ hiển thị một cái hiệu ứng đặc biệt, một cái hiệu ứng ở trên cái thanh tên ở trong trò chơi. Úi giời, ấn nhầm rồi. Vâng, một pha ấn nhầm đến từ Rika Kiaming. Bây giờ chúng ta sẽ vào để lấy cái vòng quay vàng. Vòng quay vàng chúng ta sẽ có bộ đồ quân vương, và bộ đồ này thì ở Việt Nam chúng ta dịch kiểu khác so với cả bên nước ngoài. Bên nước ngoài nó sẽ dịch là bộ vệ binh, gọi là vệ binh đế chế, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta sẽ dịch là bộ quân vương, để trông nó giống kiểu mấy ông vua. Vâng, tôi không thấy giống một vị vua lắm, không giống vị quân vương lắm, trông giống anh lính canh thì đúng hơn. Không sao cả, và Việt Nam dịch ra sao thì chúng ta chơi như vậy thôi. Ok, cái bộ quân vương này thì chúng ta sẽ phải quay tốn khá nhiều vàng đấy, tại vì là cái thường thì bây giờ vòng quay vàng chúng ta nó cũng phải rơi vào cỡ khoảng 160-170 lucky nó mới ra, chứ còn ví dụ như mà quay ít quá nó chưa ra đâu. Và thậm chí là nếu như bạn muốn săn cái khẩu M4A1 hàn băng thì các bạn còn phải tốn thêm nhiều vàng nữa cơ. Ở Việt Nam của chúng ta thì quay cái vòng quay vàng này cũng tương tự các server khác thôi, cũng là 30 kim cương, 3.000 vàng cho mỗi lần quay. Thì cái quay này thì các bạn cứ xác định mỗi lần chúng ta phải quay tầm 170-180 lucky nó mới ra. Còn nếu mà các bạn muốn quay thêm khẩu M4A1 hàn băng nữa thì các bạn cứ xác định là đắp thêm độ tầm 170-180 lucky nữa thì nó sẽ ra thôi. Cứ quay là ra thôi, riêng vàng thì nó là cái cầy được mà, nên là anh em đâu cần phải tích trữ nhiều lắm đâu. Và anh em đâu cần phải khổ lắm đâu, đấy có luôn rồi. Và cái bộ này thì nó sẽ không có hiệu ứng đặc biệt, tức là khi mà chúng ta mở trong vòng may mắn thì nó cứ ra thôi, chứ nó không có cái kiểu có cái dòng chúc mừng. Dòng chúc mừng bây giờ nó phải hẳn đồ xịn thì nó mới ra cơ. Và cái đây này các bạn sẽ thấy là những cái khẩu súng mới chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng đặc biệt, khi mà chúng ta hạ gục đối phương thì sẽ có hình khẩu súng màu vàng hoặc là màu xanh hiện lên. Ví dụ như là loại súng gọi là rất đặc biệt rất xịn thì sẽ là cái nền màu vàng. Ok, và các bạn có thể để ý là trong shop của chúng ta sẽ có thêm một cái bộ trang phục mới trong phần quy đổi huy hiệu, đó là bộ nữ tướng. Bộ này thì đẹp hơn hẳn, đẹp hơn hẳn so với cả mấy cái bộ miễn phí ở những mùa trước. Thì các bạn có thể vào đây và lấy 50 thẻ, 100 thẻ đổi lấy toàn bộ cái bộ này nhá. Mình đánh giá bộ này là một bộ trong bộ rất đẹp, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy một cái bộ đồ mà lấy miễn phí ở trong cái huy hiệu mà nó đẹp như thế này. Vâng, đáng lẽ bộ này mà đưa vào trong vòng quay màn kim cương thì khéo nhiều người cũng sẽ quay, tại vì nó có cái áo choàng trông rất là ngầu luôn. Vâng, thực sự áo choàng nó rất là ngầu luôn, và cái áo choàng này nó cũng đáng để sở hữu. Có nhiều bạn thắc mắc về vấn đề là ngày hôm qua ấy, thì có một cái vấn đề đó là một số bạn vào ở trong cái chế độ tử chiến ấy vẫn có thể cầm được nhiều hơn 3 quả bóng keo, tức là có thể mua nhiều hơn 3 quả bóng keo ở trong mỗi hiệp đấu. Thì cái này thì ngay đến đêm thì bên Gaia họ đã có một cái sửa rồi, tức là hôm qua nếu mà bạn nào vào chơi tử chiến sớm ấy thì khi mà các bạn mua bóng keo sau đó các bạn vứt ra thì các bạn sẽ có thể mua được tiếp luôn, bởi vì nó không giới hạn lượt mua. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay thì sáng nay mà mình vào thì bên Gaia họ đã fix lại cái vấn đề đấy luôn rồi, tức là bây giờ khi mà chúng
chúng ta mua bom keo thì mỗi ván đầu chúng ta chỉ mua được tối đa là 3 quả thôi. Không tính những cái quả mà từ ván trước chúng ta nhặt được nhá thì mình không tính. Nhưng mà bây giờ thì tối đa chúng ta chỉ có thể mua được 3 quả thôi. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ mua 3 quả bom keo, sau đó thì mình vứt 3 quả này ra. Bây giờ mình mua xong nhá, mình vứt 3 quả này ra thì sau đấy mình sẽ không được mua thêm bom keo nữa. Đó, mình sẽ vứt ra, sau đó thì mình vào trong giao diện mua. Đó, các bạn sẽ thấy cái giao diện này nó sẽ bị xám đi và sẽ không mua được nữa, và trong mỗi ván đấu chúng ta chỉ có thể mua được 3 quả bom keo và 2 quả lựu đạn mà thôi. Thì cái này nó cũng là một cái mà để cho nó hợp lý để chúng ta không spam bom keo như là spam lựu đạn và khiến cho cái lối chơi của chúng ta nó bị phá nát bởi những cái mẹo mực như vậy. Ok, ngày hôm qua thì khi mà tối hôm qua mình livestream ấy thì mình cũng phát hiện ra thêm ở trong cái Free Fire của chúng ta có một cái lỗi nó rất là buồn cười. Tối hôm qua thì mình có chơi cùng mấy guild với Apollo, thì Apollo gặp một cái vấn đề đấy là khi mà vào trong game ấy thì mạng nó bị lag và nó bị nghẽn và không thể nào mà vào được trong game được. Và trong lúc mà mình guild có thi đấu ở trong cái khu vực đó là tháp đồng hồ này thì mình với guild cũng như là mấy bạn chơi cùng thì đã phát hiện ra một cái lỗi nó khá là hài hước ở trong cái Free Fire. Và cái lỗi này nó cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi cái đoạn video đằng tiếp theo để biết được cảm xúc của anh chàng guild khi mà anh chàng này mắc phải cái lỗi này ra sao nha anh em. Thằng kia nó cứu người rồi anh em. Cứu. Ôi tụi mình bắn 4 lâu. No. Ôi bây giờ cái ghế này anh Ricky, có cái ghế to đùng đấy. Cái ghế đây nó có từ bản test, là bản test có ghế. Ô bơ vào game được 5.8 ấy. Bảo anh với chúng tôi. Bảo chúng anh. Rồi. Trên nhà con người sao? Trên nhà con người Vi. Làm sao để ra khỏi ghế? Rồi rồi xong. Rồi luôn. Thế rồi, không ra được, nó không có chuyện thoát ghế. Lên ghế ngồi, nó không thoát ghế luôn. Rồi luôn. Rồi xong hiểu luôn. Rồi luôn. Phải có ai bắn nóc em rồi. Rồi luôn. Ghế này. Rồi hiểu. Rồi, cú lừa luôn. Nói. Đừng có lên ngồi nha, chết đó, không ra ra được nè. Cái này chắc là lỗi rồi, tại vì cái sự kiện này đúng ra nó phải ra ở trong cái sự kiện thanh trừng cơ. Nó sự kiện có hai phe ấy. Ngồi lên làm chó gì. Rồi. Đầu anh cũng đưa thẹn cơ. Rồi luôn. Rồi luôn. Ai đó có đá stream giết tôi cho tôi ra ngã đi. Và một cái lỗi mà nó cực kỳ khó chịu và một cái lỗi mà có lẽ là bản thân Guild cũng như là chúng tôi rất bất ngờ khi mà gặp phải cái lỗi này. Thì cái lỗi này thì nó sẽ xảy ra khi mà các bạn sử dụng đó là cái ghế, và thực ra thì không phải lúc nào mà các bạn sử dụng cái ghế nó sẽ bị lỗi đó. Ok, phải hạ gục thanh niên này trước đã. Ôi một thanh niên gạ chảo anh em ạ. Chúng ta sẽ thử. Có một thông tin nữa là khẩu M82B này thì hiện tại thì nó đã ra mắt ở trong game rồi, và chúng ta khi mà chơi đấu thường thì chúng ta hoàn toàn có thể nhặt được, hoặc chúng ta có thể chơi ở trong chế độ tử chiến có thể dùng M82B. Thì vừa rồi thì các bạn sẽ có thể thấy là khẩu M82B của mình thì nó có cái khả năng xuyên giáp và xuyên qua bom keo. Khi bắn vào bom keo nó sẽ gây ra 80% sát thương, mà dù nó không hiện ra sát thương nhưng mà mình vẫn có thể bắn một phát là chết ngay thanh niên đứng ở đằng sau cái bom keo này. Thì cái M82B này thì sát thương của nó hiện tại không phải là quá lớn, chỉ khoảng 120 mấy sát thương lên người đối phương mà thôi. Tuy nhiên thì có lẽ là cái khẩu 18B này nhiều anh em sẽ khá thích, bởi vì khả năng đục bom keo nó rất là tốt. Và sát thương của nó lên bom keo sẽ tăng là 200%, tức là gấp 3 lần sát thương khi mà bắn lên bom keo. Và cái này cũng sẽ là một trong những cái yếu tố nó rất là thú vị, và rất nhiều anh em đã yêu cầu bên Gaena là đưa nó vào trong chế độ chơi rank đi. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy là nếu như bây giờ đưa vào trong chế độ chơi rank thì nó sẽ chưa được cân bằng cho lắm, và có lẽ Gaena sẽ cần nghiên cứu thêm. Ok, trở lại với cái vấn đề lúc nãy mà thanh niên Guild phải mắc phải, thì để mà có thể tái lập lại cái lỗi này thì các bạn sẽ cần một cái bình hít, tức là cái bình hồi máu, cái mà chúng ta hít để hồi máu ấy, và nhiều ông gọi đấy là cái xì ke. Và đây thì mình sẽ di chuyển ra cái ghế nhá. Và các bạn có thể rời ngồi về ghế này và nó sẽ có nút rời khỏi. Đây, các bạn có thể ngồi vào và có cái nút rời khỏi, nó rất là dễ. Đó, nó không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì nếu như các bạn đang sử dụng cái hít máu và sau đó thì các bạn sử dụng khi mà bạn đang ngồi vào ghế hoặc khi bạn đang ở trong ghế mà các bạn sử dụng cái đó, thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là cái nút rời khỏi của bạn nó sẽ biến mất khỏi game luôn. Đó, bây giờ thì mình cái lỗi này hình như là nó ngày xưa nó từng xuất hiện với cái ghế của chung kết thế giới mùa trước rồi, nhưng bây giờ nó lại trở lại. Đây, mình sẽ sử dụng, bây giờ mình sẽ hít một đường, và mình sẽ hít một line, và ngay lập tức là cái
rút rời khỏi, chúng ta biến mất luôn. Vâng, xong rồi. Vâng, rồi em ngồi đây từ chiều. Là bây giờ thì mình sẽ không thể rời khỏi ghế này nữa và ngồi vào ghế đây, chiếc ghế tử thần thực sự. Và thực ra thì cái này cũng rất là bất ngờ khi mà hôm qua dính phải cái vụ này, tôi thấy nó khá buồn cười. Đó, bây giờ mà các bạn muốn troll này thì các bạn có thể rủ người đấy là hít cái bình hồi máu và hít cái mặt nạ hồi máu, sau đó thì ngồi xuống ghế, hoặc là ngồi xuống ghế hít mặt nạ hồi máu không ra luôn. Bây giờ mà muốn ra được thì phải có ai đó bắn nốc bạn, hoặc là có đồng đội lấy xe ra bắn nổ chiếc xe này thì bạn có thể xuống được dưới, có thể xuống được. Chứ còn không là anh em ngồi đây cả chiều luôn. Và anh em ngồi đây nó gọi là đến, gọi là đến khi bo đốt chết, hoặc là đến khi mà có ai đó đi qua. Và khổ thật sự anh em ạ, ngồi đây cả chiều rồi. Vâng, chào anh, em ngồi đây từ chiều. Thì hy vọng là bên Gaina họ sẽ sớm sửa cái lỗi này. Tôi cũng đã báo cái lỗi này cho bên Gà Rán rồi. Ủa thôi xong rồi, có thanh niên đi qua rồi. Và đây rồi, đôi giày. Không biết là thanh niên này có phát hiện ra mình không. Hình như là thanh niên đi qua để lấy cái con monster truck này phải. Vâng, ông này đi qua ông lấy con monster truck anh em ạ. Ôi lại nhảy lên này, khổ chưa. Vâng, cực kỳ là buồn cười với cả cái lỗi này. Và hy vọng là bên Gaina sẽ sớm sửa lỗi này để không có nhiều người chết oan giống như là tôi ở trong tình huống này nữa. Đấy, ui nó lại còn căn súng ngắm nữa kìa, nó bắn lịch sự thế chứ lệ. Vâng, và đó là cái lỗi của chúng ta. Và ui, cảm ơn bạn Tiền 2K6 nhá. Và đã giải thoát cho tôi khỏi cái ghế rồi. Ok, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và tất cả những cái nội dung liên quan cập nhật đến OBI2 thì các bạn có thể đăng ký kênh của Ria Gaming để theo dõi và không bỏ lỡ bất kỳ video nào liên quan đến phiên bản mới này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Ông này chắc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì nhận thấy có cái thằng đang ngồi ở ghế, xong rồi nó cứ ngồi im ở ghế trong bắn chết. Và chắc là cũng kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra. Và